thường em nhỉ? À lúa thường nhỉ? Lúa tốt quá. Nhà em có ở xa đây không? À ngay gần đây đây hả? Lúa chín thơm quá. Đây hình ảnh các cháu tự xếp ghế ra để nhận quà đây. Các cháu là những học sinh của con em các đồng bào dân tộc.